Liên quan vụ bạo hành, sáng 21 tháng 5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã triệu tập Trần Văn Luân, 37 tuổi, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành và mời chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang lên làm việc. Theo giấy mời của cơ quan công an, chị Bùi Thị Tuyết Giao từ tỉnh Kiên Giang trở lại Hải Dương để đến cơ quan công an làm việc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin người phụ nữ mang thai 7 tháng phải trốn về quê mẹ đẻ tại Hòn Đất, Kiên Giang, sau thời gian dài bị chồng bạo hành. Ngay sau khi thông tin người phụ nữ mang thai 7 tháng chạy trốn vì bị chồng bạo hành lan truyền trên mạng xã hội, Công an Hải Dương vào cuộc điều tra, xác minh. Anh Trần Văn Luân bị điều tra vì liên quan đến vụ việc đánh đập vợ là chị Giao khi chị Giao mang thai 7 tháng. Công an Hải Dương cho biết chị Giao kết hôn với anh Luân từ tháng 4 năm 2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên. Hai người đã có một con chung và hiện chị Giao đang mang thai con thứ hai được 7 tháng. Tại cơ quan công an, Luân khai nhận do nghi ngờ chị Giao ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. Luân đã gây nhiều vết thương khắp cơ thể chị Giao bằng cách dùng lược, thắt lưng da đánh vào người chị Giao. Công an huyện Kim Thành, Hải Dương đang khẩn trương phối hợp tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Giao và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định.